điểm đáng chú ý trong thỏa thuận mới giữa vương quốc anh và liên minh châu âu eu là việc gỡ bỏ được các bất đồng lớn nhất trong việc kiểm soát hải quan đối với hàng hóa từ các vùng lãnh thổ khác của vương quốc anh chuyển đến bắc ireland theo thỏa thuận mới, một làn xanh sẽ được thiết lập dành riêng cho hàng hóa từ Vương quốc Anh được tự do vận chuyển đến Bắc Ireland mà không chịu sự kiểm soát từ hải quan EU, trong khi làn đỏ sẽ dành cho các hàng hóa nhập vào thị trường EU. Thỏa thuận mới cũng cho phép Vương quốc Anh đình chỉ mọi điều luật mà EU áp dụng tại Bắc Ireland nếu như các đảng phái chính trị tại Bắc Ireland phản đối. Tuy nhiên, tòa tư pháp châu Âu vẫn giữ được thẩm quyền phán xử cuối cùng trong vụ việc tại Bắc Ireland liên quan đến thị trường đơn nhất châu Âu. Để thỏa thuận mới về Bắc Ireland được chính thức thông qua, chính phủ Anh vẫn cần phải vượt qua vòng bỏ phiếu tại Nghị viện Anh. Tuy nhiên vẫn còn có những quan điểm khác nhau, đặc biệt từ các đảng ở Bắc Ireland. Ông Jeffrey Donaldson lãnh đạo đảng dân chủ hợp nhất bắc ireland đảng từng lo ngại đánh mất chủ quyền của vương quốc anh tại bắc ireland cho rằng nhìn về tổng thể chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể trên một số lĩnh vực song không thể thừa nhận rằng vẫn còn những vấn đề quan trọng cần quan tâm chẳng hạn như một số lĩnh vực của nền kinh tế ở bắc ireland luật của eu vẫn được áp dụng ở một phần vương quốc anh đảng của tôi sẽ nghiên cứu chi tiết về những gì đã đạt được cũng như kiểm tra văn bản pháp lý tuyên bố chính trị và xác lệnh của chính phủ nếu cần thiết chúng tôi sẵn sàng tham gia với chính phủ để làm rõ thêm làm lại hoặc thay đổi theo yêu cầu trong khi đó, Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Sinn Féin tại Bắc Ireland bày tỏ hoan nghênh về thỏa thuận mới. Bà Michelle O'Neill, phó lãnh đạo đảng này, khẳng định. Tôi hoan nghênh việc đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi luôn cho rằng, với chủ nghĩa thực dụng, các giải pháp có thể được tìm thấy. Thực tế là cả hai bên đã đi đến điểm đích đó. Tôi nghĩ kết quả của cuộc đàm phán sẽ được đón nhận. Nhiều khả năng thỏa thuận mới được thông qua là tương đối lớn khi Đảng Lao động Đối lập của Anh đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ. Lãnh đạo Đảng Lao động Đối lập của Anh Keir Starmer cho biết. Thỏa thuận này không phải là hoàn hảo, nhưng chúng tôi luôn nhận ra rằng hòa bình và thịnh vượng ở Bắc Ireland là điều khó giành được, lao động sẽ ủng hộ thỏa thuận mới. Nhiều nước trong Liên minh châu Âu cũng bày tỏ hoan nghênh về việc Anh và EU đạt được thỏa thuận mới. Trên trang chuyện sở cá nhân, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là một quyết định quan trọng giúp bảo vệ thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành cũng như thị trường nội địa của châu Âu. Ngay sau khi thỏa thuận được thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ tin tưởng người dân và các doanh nghiệp Bắc Ireland có thể tận dụng tối đa các cơ hội kinh tế do thỏa thuận này mang lại. Nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tiềm năng kinh tế lớn của khu vực.